Xin chào các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing. Tôi là Nội Hà. Và trong vòng 18 tháng của mùa dịch Covid-19 ấy, thì vợ chồng tôi đã kết nối với hơn 650 chuyên gia trên 60 quốc gia ở tất cả các châu lục, và phỏng vấn họ, mời gọi họ chia sẻ các câu chuyện về hành trình phát triển sự nghiệp, tên tuổi của họ. Đó là một trong những điều chúng tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi có thể làm. Và trong những cái video gần đây thì tôi bắt đầu chia sẻ lại những cái bí mật để làm sao mà Vivian và tôi làm được điều đó. Trong cái video này tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của hai con người, và hai con người đó là hai cái bí mật mà bạn có thể bắt đầu từ bây giờ, từ lúc xem cái video này, thử áp dụng để trở thành một người kết nối chuyên nghiệp. Nếu các bạn đang muốn hướng đến để trở thành một người có khả năng gắn kết với người khác một cách chuyên nghiệp, mở mang những cái mối quan hệ của mình, video này dành cho các bạn. Và hy vọng các bạn sẽ thả tim cho video này, theo dõi cái kênh của chúng tôi để chúng tôi có động lực làm những video kế tiếp, chia sẻ những bí mật mới cho các bạn. Ok, thì lúc đầu video tôi có đọc cuốn sách này, các bạn thấy không? What got you here won't get you there. Cuốn sách này được viết bởi cái người tên là Marshall Goldsmith. Thì Marshall Goldsmith, cho những ai không biết về anh ấy, anh là người khai vấn số 1 thế giới. Rất nhiều CEO và lãnh đạo của những tập đoàn lớn đã là cái người được anh giúp khai vấn, phát triển và đưa họ từ tầm này lên một cái tầm khác. Thì Marshall viết rất là nhiều sách. Tới lúc mà tôi gặp ông thì ông đã viết tới hơn 60 mấy cuốn sách rồi. Và nhiều cuốn trong đó là gọi là International Bestseller, là những cuốn sách bán chạy nhất trên toàn cầu. Thì cái câu chuyện liên quan tới Marshall Goldsmith sẽ là cái bí mật đầu tiên tôi chia sẻ trong cái video của ngày hôm nay. Ok. Rất nhiều năm trước tôi mua cuốn sách này tại nhà sách Nguyễn Huệ, nhà sách Phahasa như đường Nguyễn Huệ. Và khi tôi mua cuốn sách này, tôi chưa hề biết Marshall Goldsmith là ai hết. Tôi chỉ là một người rất thích đọc sách. Và tôi thấy nó là New York Times bestseller của The World Number One Leadership Thinker. Tức là cuốn sách này được New York Times, là tạp chí New York Times, nó nói là bán chạy nhất của tạp chí đó. Và viết từ cái người mà Leadership Thinker là cái người suy nghĩ về lãnh đạo, cái tư duy lãnh đạo tốt nhất trên thế giới. Thì mình kiểu wow, được, mua thử cuốn này, đọc thử cuốn này. Và các bạn biết không, khi tôi mua cuốn sách này là 4 giờ chiều, và nguyên con đường đi từ đường Nguyễn Huệ về nhà tôi á, tôi đọc nó trên xe, tôi bỏ ăn tối tôi đọc nó, tôi ngủ trễ tôi đọc nó, tôi dậy sớm, còn sáng sớm ngày hôm sau không chạy bộ chỉ để đọc nó. Và tôi đọc tới đâu là mình cảm giác wow, có những cuốn sách nó tuyệt vời như vậy, có những con người sao họ viết được những cái thứ hay ho như vậy. Thì ngày hôm sau tôi đi ra nhà sách Nguyễn Huệ, tôi mua lại tất cả những cuốn còn lại mà tôi đem đi tặng cho nhân viên của mình, tôi tặng cho khách hàng của mình. Và trên con đường tôi đi tặng cho nhân viên của mình, tôi tặng cho khách hàng của mình, thì tôi mới có một cái ý tưởng nó nảy nở ra là nếu như mình có cơ hội mình kết nối với Marshall Goldsmith thì nó như thế nào. Cái ý tưởng đó nó giống như một cái hạt mầm đó các bạn, chúng ta gieo cái hạt mầm xuống dưới đất và cái độ nóng ấm của đất đó, nó sẽ giúp cho hạt mầm nó nở ra, nó vươn lên để chúng ta tưới nước, tưới nước, tưới nước, thì hạt mầm nó sẽ trở thành những cái cây nhỏ nhỏ và để vươn dần lớn, đúng không? Nhưng cái hạt mầm của tôi đó, tôi chỉ để cho nó ở trong cái bọc thôi, cái hạt thôi. Nhiều năm giữ cái tư tưởng như vậy, giữ cái suy nghĩ như vậy, cái ý định như vậy, nhưng chưa làm một cái gì hết. Tôi không tìm hiểu Marshall Goldsmith ở trên mạng, tôi không vào website của Marshall Goldsmith, tôi không tìm cách để tiếp cận ông. Cho mãi đến 2019 các bạn. Đến năm 2019 thì tôi mới suy nghĩ là tôi sẽ làm cái gì đặc biệt trong năm 2019. Thì tôi quyết định là tôi viết sách. Và khi tôi viết sách, tôi quyết định viết sách á, nó liên quan tới một cái câu chuyện là con gái tôi năm sau, năm 2020, là chúng tôi gửi bé đi qua Mỹ để học chương trình cấp 3, bắt đầu lên lớp 9 của bạn.
và bạn là con đầu mà, cho nên là bao nhiêu tâm tư, tình cảm, những thứ mà ngọt ngào nhất, tốt lành nhất thì chúng tôi luôn dành cho bạn từ cái lúc ban đầu khi chúng tôi mới vừa quen nhau và đám cưới bắt đầu có cô bé trong cuộc đời á. Cho nên là mình muốn làm một cái gì đó thật là đặc biệt để cái ngày chia tay bạn thì mình sẽ làm cái đó là cái món quà. Hả? Thì viết sách nó là một cái thứ đủ đủ để thử thách và tôi chưa làm bao giờ nữa, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Mình một cái đứa chuyên toán, viết thì vừa dở vừa tệ vừa thiếu ý tưởng, cho nên nó đủ để mình cảm giác là sợ và đủ để mình cảm giác là hào hứng trong cái sợ đó để viết. Thì tôi lịch sắp trong cái lịch của mình cái ngày làm việc là 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng là giờ viết, 11 giờ tới 12 giờ trưa là giờ viết và buổi tối 10 giờ tới 12 giờ đêm là giờ viết. Thì có bận như thế nào tôi vẫn phải đi được chính xác vào cái lịch mà mình đặt ra. Có nhiều hôm là đi về say bí tỉ luôn, nhưng 10 giờ ngồi vào bàn không viết được chữ nào cũng ngồi tới 12 giờ đêm rồi mới đi ngủ đó. Thì khi tôi viết sách tôi chợt nghĩ lại tới Marshall Goldsmith và đó là thời điểm tôi bắt đầu gieo cái hạt mầm suy nghĩ về kết nối với Marshall Goldsmith. Tôi bắt đầu lên LinkedIn để tìm hiểu về ông, tôi bắt đầu lên website để tìm hiểu về Marshall Goldsmith, tôi bắt đầu tìm những cái mối quan hệ mà ông đang có, đã có, những người nào mà tôi thấy đã phỏng vấn ông, tôi tiếp cận họ để hỏi là làm sao tôi có thể gắn kết với Marshall Goldsmith. Đó. Cái hạt mầm đó khi chúng ta gieo nó xuống, những gì mà tôi làm hàng ngày hàng ngày hàng ngày, tưới nước cho nó, bón phân cho nó thành cây, các bạn biết không? Đó. Tôi email cho Marshall Goldsmith và trong vòng 24 tiếng ông email lại cho tôi, các bạn tin được không, trời ơi, tin được không? Ông email lại, ông greeting from Nashville là nơi ông ở, là chào mừng Hà từ Nashville. Mình có thể cảm nhận được một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực từ cái người con người tuyệt vời này. Đó là những cái bước đầu tiên tôi nói chuyện với Marshall Goldsmith. Và từ nói chuyện với Marshall Goldsmith, kết nối với Marshall Goldsmith mà cho tới phỏng vấn ông á là vài năm sau nha các bạn. Tại 2019 chưa có Covid, 2020 mới có Covid, và trong cái mùa Covid đó thì tôi mới bắt đầu chạy chương trình Inside Sharing. Thì khi tôi chạy chương trình Inside Sharing á, tôi cũng đã nghĩ tới là ai là người tôi sẽ mời. Cái ý tưởng là mời Marshall Goldsmith nó thoáng qua như một cơn gió vậy đó. Thì mình nghĩ là ông là người số 1 thế giới về coaching á, thì ông rất là bận rộn. Mình là ai để mình có thể nói là Marshall, ông có thể tham gia vào chương trình Inside Sharing, chia sẻ về câu chuyện và hành trình của ông được hay không? Đó. Và cái ý tưởng đó lại là một cái hạt mầm thứ hai mà tôi lại giữ ở trong cái vỏ bọc của nó, tôi không gieo nó xuống. Cho tới một hôm á, mình chợt nghĩ lại là ok, mình chưa bao giờ biết Marshall Goldsmith. Bắt đầu gieo hạt mầm xuống, gửi email cho ông, thì lúc đó mới có được mối quan hệ với Marshall. Bây giờ nếu tôi tiếp tục giữ cái hạt mầm mà muốn mời gọi ông chia sẻ cái câu chuyện thì mà tôi giữ nó ở trong cái bọc thì làm gì có được cái cây mà cái cây kết nối với Marshall Goldsmith nó phát triển lên được. Thế là một lần nữa tôi lại email cho ông, tôi nói là Marshall, tôi đang làm cái chương trình này Inside Sharing chung với vợ tôi mời những người chuyên gia trên toàn cầu để chia sẻ câu chuyện của họ với một cái mục đích là đem câu chuyện đó lan tỏa cái sự tích cực, cái truyền cảm hứng cho người khác để giúp cho họ nhận ra là tôi làm được, họ có thể làm được và làm tốt hơn tôi nữa cơ. Khi tôi nói như vậy thì Marshall nói là Hà, bây giờ tháng 4 tôi đang viết một cuốn sách, chuẩn bị cho ra đời một cuốn sách, tôi không có giờ. Khi nào tôi xong cuốn sách đó, tôi sẽ liên kết lại với Hà để tham gia vào chương trình. Mà các bạn biết không, tháng 4 là thời điểm mà ông email, và tháng 12 lúc đó chúng tôi đang ở Đà Nẵng để celebrate, để thưởng thức cái mùa Christmas, một cái holiday season rất là đẹp trong cái năm đó. Thì Marshall
tham gia vào trong chương trình Inside Sharing và chia sẻ cái hành trình của ông cho tôi, cho Vivian và cho các bạn khán giả chương trình của tôi. Đó, cái hạt đó nảy mầm. Và nó không chỉ dừng như vậy nha các bạn. Tháng 10 vừa rồi á, tháng 10 năm 2023 này nè, Marshall Goldsmith qua Việt Nam. Bạn biết không? Ông có một ngày, nguyên ngày để làm việc tại Việt Nam, và một ngày kế tiếp ông dành hết cho Vivian và tôi. Chúng tôi dắt ông đi ăn sáng, chúng tôi dắt ông đi Dinh Độc Lập, đi vòng vòng, đi nhà sách mấy một ngày. Cái hạt mầm của 2019 đó là cái hạt mầm tôi gửi cái email. Thì gửi cái email đó ra, nó mới bắt đầu được cái mối quan hệ giữa tôi và Marshall. Cái hạt mầm của năm 2021, khi tôi gửi một email khác nói Marshall tham gia vào trong chương trình Inside Sharing đi, chia sẻ câu chuyện của ông cho những người trong chương trình của chúng tôi đi, thì mới có được cái chuyện là Marshall Goldsmith tham gia vào trong chương trình Inside Sharing. Cái hạt mầm năm 2023 khi tôi biết được ông đi qua Việt Nam và tôi hỏi là hey, nếu ông qua Việt Nam có gặp nhau được không? Và Marshall nói là ê, tôi có nguyên một ngày đó hà, Vivian và Hà, mày muốn dắt tao đi đâu thì dắt, các bạn muốn dắt tôi đi đâu thì dắt, tôi là người khách của các bạn trong ngày hôm nay. How special, đặc biệt như vậy đó. Đó là câu chuyện của Marshall Goldsmith. Thì cái bài học mà chúng ta rút ra ở đây là hãy để cái hạt mầm của bạn được gieo xuống đất. Đừng có để hạt mầm đó nó nằm trong cái bịch. Vì khi nó nằm trong cái bịch ấy, nó không có chất dinh dưỡng, nó không có cái môi trường để cái hạt mầm nó có thể thành cây. Và cái việc các bạn bóc cái vỏ bọc nó ra, lấy cái hạt ra, gieo xuống dưới đất, nó là trong tay của các bạn. Nó trong tay tôi, trong tay bạn. Và bạn phải làm cái điều đó thì cái hạt nó mới làm cái nhiệm vụ của nó được, nhiệm vụ trở thành một cái cây, nảy nở thành một cái cây, sinh ra hoa, sinh ra trái, nó mới làm tươi đẹp cho cuộc sống này được. Ok, đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai liên quan tới một con người mà tôi nói là cái xác suất là chúng ta gặp được con người này, biết về con người này nó hiếm vô cùng, nó hiếm vô cùng. Tại vì anh chỉ là một trong 50, trong 50 người trên trái đất mà gặp cái sự việc, cái hiện tượng mà người ta gọi là, người ta gọi là may mắn và thần bí. Tên của anh là Derek. Thì Derek là một cái chàng trai trẻ, khỏe, vui và hiếu động. Thì trong một lần chơi với các bạn của anh đó, anh bị ngã xuống dưới cái hồ bơi. Anh ngã xuống cái hồ bơi đó, và đầu anh bị đập, đập xuống hồ bơi, bùm, máu me tà le hết. Thì bạn bè anh choáng hoảng quá, gọi xe cấp cứu đến đưa anh đi bệnh viện. Thì Derek đi trong bệnh viện, mẹ Derek tới thì ngày hôm sau đi về các bạn. Thì mọi người thấy là ồ, chắc không sao hết, được xuất viện, ok. Thì Derek về thì anh mới thấy là có một cái gì đó ở trong anh nó thay đổi, nhưng mà anh không hiểu cái gì nó thay đổi hết. Và anh cứ ngồi hỏi là có một cái gì đó nó không giống như tôi của ngày hôm qua, của ngày hôm kia, của trước đây. Từ cái khoảnh khắc mà tôi đi về nhà, ra khỏi cái bệnh viện đó, tôi như một con người, người khác khác. Thì anh mới đi lễ với mẹ anh bình thường thôi. Tự nhiên lúc anh đi lễ thì anh mới thấy là nghe, anh nghe cái tiếng đàn organ và cái tiếng đàn piano ở trên nhà thờ đó. Thì trước giờ anh nghe thì anh chỉ cảm giác là wow, nó chỉ là tiếng đàn piano thôi. Tại vì Derek không có chơi nhạc cụ trước giờ. Nhưng cái hôm đi lễ đó, anh nói là anh nhìn thấy những cái nốt nhạc nó nhảy múa trước mắt anh.
từng cái tiếng đánh ra anh có thể cảm âm được, cảm giác được nó là cái tiếng gì, nó khác cái tiếng nốt khác như thế nào. Đó. Thế là anh mới nói với mẹ là có thể chở tôi đi qua một cái tiệm mà bán nhạc cụ được hay không. Thì người mẹ nó mới nói là được chứ, ta sẽ đưa mày đi qua cái tiệm bán nhạc cụ lớn nhất ở thành phố, mà thành phố đó cũng là thành phố nhỏ thôi. Và các bạn biết không, mẹ của Derek là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, nhưng mà anh là người rất là chướng nên anh không có theo cái âm nhạc của mẹ, không có nghe, không có làm gì hết á. Thì mẹ anh chở anh đi qua cái tiệm bán đàn piano, thì Derek ngồi trên cái đàn piano đó, và lần đầu tiên anh đặt tay lên phím đàn á, anh cảm giác được cái phím đàn đó nó sẽ ra cái tiếng như thế nào. Và đó là lần đầu tiên anh compose, nghĩa là anh sáng tác được một bài nhạc. Và mẹ anh là người khóc nức nữa. Khóc nức nữa ngày hôm đó. Derek cũng là người khóc nức nữa ngày hôm đó. Anh nói là anh đánh đàn suốt liên tục 4 tiếng đồng hồ. Những cái bài gì anh đã từng nghe trước đây, anh đã từng nghe qua bài hát nào, anh đều có thể đánh lại bài hát đó hết. Và cái tai nạn đó nó biến Derek trở thành gọi là savant, music savant, nghĩa là cái thiên tài âm nhạc. Bởi vì nó vô tình nó đụng ở đâu đó ở trong cái những cái phần não của anh ấy, nó thức tỉnh cái khả năng thiên phú, cái âm nhạc, khả năng thiên tài của anh. Cho nên tôi mới nói là anh là một trong 50 người trên thế giới có được cái phần quà mà Chúa cho này đó. Thì tại sao tôi biết Derek, và câu chuyện tôi biết Derek ấy, các bạn sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì hàng trăm triệu người, hàng tỷ người hàng ngày làm cái việc mà tôi đã làm, nhưng sẽ không làm cái việc mà tôi kể cho các bạn kế tiếp. Ok, thì chúng ta trong một ngày bận rộn, chúng ta sẽ có những lúc cần phải recharge, nghĩa là phục hồi lại cái năng lượng cho cơ thể mình, đúng không? Thì phục hồi năng lượng cho cơ thể có thể là chúng ta ngủ, chúng ta chơi nhạc, chúng ta đi dạo, chúng ta đọc sách, chúng ta làm gì đó, thì xem YouTube hay là xem TV, xem Facebook, xem cái gì đó giải trí. Thì đó là một trong những phương pháp mà giúp chúng ta có thể lấy lại cái năng lượng của cái ngày của mình một cách tốt, đúng không? Để học hỏi cái điều gì đó mới mẻ, để chia sẻ những cái ý tưởng mà chúng ta thấy được cho người khác. Wow, nhiều thứ lắm. Thì hôm đó tôi tầm 10 giờ tối rồi, tôi đang nằm trong phòng ngủ, chuẩn bị đi ngủ, thì tôi bật YouTube lên và tôi xem những cái kiến thức mới. Tôi mới vô tình lướt qua một cái channel, nó có tên là Vũ Trụ Nguyên Thủy. Và cái chương trình đó nó nói về những cái trường hợp kỳ diệu của y học đó, là liên quan tới não bộ đó, có những người bị xuyên cây quanh đầu thế này thế kia, nhưng mà lại không chết. Có những người bị bắn xuyên qua đầu đó, vừa không chết mà họ không cảm giác bị đau, bị đớn, nhạc như vậy đó. Thì những cái trường hợp gọi là đặc biệt của y học liên quan tới não bộ tự dưng ở trong cái video đó có chia sẻ cái câu chuyện về Derek. Đó là cái thiên tài âm nhạc. Anh bị tai nạn. Và cái tai nạn đó lại biến anh trở thành một thiên tài âm nhạc, từ một người mà chưa bao giờ đánh đàn dương cầm lại có thể ngồi đánh, và đánh rất hay, và có thể sáng tác được những cái bài nhạc của riêng mình. Em mới được kiểm chứng. Thì khi tôi coi cái đó lúc 10:30, tôi mới 10 giờ tôi coi tới 10:30, tôi mới nói là wow, Derek này là một câu chuyện quá hay. Và anh chỉ là một trong 50 người gặp được cái trường hợp này trên toàn cầu. Trong cái thế giới 8 tỷ mấy người mà có một trường hợp như vậy. Wow, thật là tuyệt vời, thật là đặc biệt. Và lúc đó nó nảy lên cái hạt mầm mới nữa các bạn. Cái hạt mầm đó là nếu như tôi có thể kết nối với Derek mà đem câu chuyện của anh để chia sẻ cho mọi người thì nó như thế nào. Và khác với lại cái thời của Marshall Goldsmith, bởi vì cái thời của Marshall Goldsmith với tôi á, lúc đó tôi còn amateur lắm,
tôi còn sợ là mở hạt mầm nó ra để gieo xuống. Còn bây giờ lúc 10 rưỡi đó, khi hạt mầm nó nảy lên trong đầu, tôi giọt xuống như phàm liền. Từ 10 rưỡi tới 11 rưỡi, tôi tìm hiểu tất cả thông tin liên quan tới Derek mà tôi có thể tìm thấy trên Google. Tôi liên kết với Derek ở trên website của anh, tôi nói là Derek, anh là một người Chúa cho một cái cơ hội. Một cái cơ hội để thay đổi cuộc đời của anh, một cái cơ hội để anh có thể đem cái câu chuyện của anh lan tỏa để thay đổi cuộc đời của những người khác. Anh có thể đem cái câu chuyện đó chia sẻ cho những người khán giả trong chương trình Inside Sharing của tôi hay không? Anh có thể đem cái câu chuyện đó để làm cái niềm cảm hứng vô tận cho những người nghe trong chương trình của chúng tôi hay không? Của những người hôm nay nghe hoặc sau này nghe, hoặc có cơ hội mà tôi có thể chia sẻ câu chuyện của anh cho người ta được hay không? Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, tôi không nhận được email phản hồi từ Derek. Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, ba tuần trôi qua, tôi cũng không nhận được email phản hồi từ Derek. Thì tôi nghĩ là hạt mầm đó có thể nó bị úng rồi, có thể nó bị khô, nó không nảy mầm nữa rồi. Thì tôi gieo lại một hạt mầm khác. Trên cái email tôi đã gửi đó, tôi gửi lại một lần nữa, tôi nói là hy vọng anh nhận được email này. Đồng thời thời điểm đó tôi tìm thêm một người nào mà có thể gắn kết tôi với lại Derek nữa, và mới phát hiện ra là anh có một người trợ lý. Tôi đặt tên của người trợ lý nó trong email luôn. Ngày hôm sau tôi đỡ được phản hồi cái Derek. Một tháng sau chúng tôi gặp nhau để phỏng vấn đó. Thì cái hạt mầm đó, cái hạt mầm đó chúng ta phải gieo. Chúng ta phải gieo giống như câu chuyện của Marshall Goldsmith, giống như câu chuyện của Derek. Cái hạt mầm, bất kể cái ý tưởng nào mà bạn muốn làm, thì bạn phải gieo cái hạt đó. Gieo hạt đó xuống, tưới nước nó, che chở nó không bị chim nó moi lên, nó phá. Che chở cái cây nó lên trắng gió trắng bão, để nó không có bị gió bão nó làm gãy, thì cái cây nó mới lớn lên được. Cái bí mật số 2 liên quan tới Derek ở trong video này là bất kể cái gì các bạn xem, các bạn cầm nắm nhìn thấy, đều có thể cho các bạn cơ hội để có thể gắn kết với những con người tuyệt vời. Thế tối hôm đó tôi xem cái video ở trên YouTube liên quan tới những cái điều kỳ diệu của não bộ, mà tôi bỏ qua cái câu chuyện của Derek, hoặc là tôi nghe cái câu chuyện của Derek nhưng tôi không cho nó trở thành cái hạt mầm, không có cái sự hiếu kỳ dành cho nó, thì sẽ không bao giờ có cái việc là tôi gắn kết được với Derek, sẽ không bao giờ có cái việc là tôi mời được Derek tham gia và chia sẻ cái câu chuyện của anh. Một trong 50 người mà trường hợp hiếm gặp của y học, gọi là kỳ diệu của y học, kỳ diệu của tạo hóa luôn đó, tham gia và chia sẻ câu chuyện dễ gì đúng không các bạn? Nên đó, hãy xem thử là hàng ngày, hàng giờ trên con đường chúng ta đi, trên những gì chúng ta làm, thì mối quan hệ chúng ta có những câu chuyện, chúng ta được nghe những câu chuyện chúng ta đang nói, đã nói, có cái gì chúng ta bỏ qua hay không, có cái gì chúng ta để cho nó trôi và lãng phí thay vì chúng ta có thể tận dụng nó, có thể đem nó được áp dụng một cách hữu hiệu hơn hay không. Và tôi nghĩ là có nhiều lắm đó các bạn, có rất nhiều điều chúng ta dễ bị để cho nó trôi. Thì cái hạt mầm của Derek nó cho tôi một cái ý tưởng để chia sẻ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay, đó là hãy quan sát tốt hơn, hãy hiếu kỳ hơn. Bởi vì bất kể những cái gì chúng ta làm, như tôi nói đó, đều có thêm những cái góc khác, góc nhìn khác, ý tưởng khác để chúng ta có thể làm nó tốt hơn, mới mẻ hơn và đẹp hơn. Cái tháng 12 này là một cái tháng tuyệt vời nhất ở trong năm. Thì đó là cái cơ hội để chúng ta nhìn lại một cái năm cũ, một cái năm hiện tại này. Cái gì chúng ta làm tốt, cái gì chúng ta làm chưa tốt, và hoạch định cho cái năm kế tiếp, những cái gì chúng ta muốn làm, những cái gì chúng ta muốn gieo xuống, những cái hạt nào chúng ta muốn gieo xuống, muốn gặt hái trong tương lai.
Và không ai đánh thuế ước mơ mà các bạn, đúng không? Không ai đánh thuế ước mơ của bạn hết. Thì hãy lấy những cái hạt đó ra, mạnh dạn xé bỏ cái bọc đó, mạnh dạn gieo nó xuống, mạnh dạn ươm cái vườn nó lên cho bạn. Để từ đó bạn sẽ có một cái vườn riêng của mình, vườn riêng mang cái hơi thở của bạn, mang cái tên tuổi của bạn, mang cái ước mơ và hoài bão của bạn, gọi là cái dreams và ambition của các bạn. Hãy ươm cái vườn đó lên. Và khi các bạn gieo được cái vườn đó, ươm được cái vườn đó, hãy chia sẻ cái vườn đó, hãy cho mọi người xem cái vườn đó của các bạn. Vì đó là cách tốt nhất để các bạn có thể có thêm những cái hạt mới nữa. Nhân diện cái vườn của các bạn rộng ra hơn nữa. Và làm cái hành trình các bạn là một cái người, một cái người gieo hạt, một cái người làm vườn, một cái người networker professional ngày một rộng hơn. Cái hạt của các bạn ở trong túi bây giờ là cái gì? Xé nó ra đi nhé, gieo nó. Tôi mong các bạn hãy cho chúng tôi một cái like trên cái video này, hy vọng các bạn thích nó. Và sau khi các bạn like nó, các bạn hãy subscribe vào cái channel của chúng tôi, follow cái channel của chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực làm những cái video kế tiếp. Những video đó với cái mong ước là nó sẽ giúp cho các bạn trở thành những cái phiên bản tốt nhất của các bạn, giúp cho các bạn có thể trở thành một người kết nối chuyên nghiệp. Và chia sẻ những cái video này để nhiều người khác biết đâu họ cũng đang có những cái hạt, hạt ở trong túi họ, trong nhà họ, trong đầu họ, trong tay họ, nhưng mà họ chưa xé để gieo. Thì bây giờ họ sẽ có cơ hội, cơ duyên, có động lực, có một cái lý do để gieo nó xuống và tạo ra cái vườn của họ. Chúc các bạn một cái mùa cuối năm tuyệt vời. Và chúc cho các bạn trong năm 2024 là một cái năm mà các bạn sẽ có những thành công rực rỡ, có những cái niềm vui tuyệt vời sẽ đến cho các bạn. Vậy nha, xin tạm biệt.